do hòa bình không phải dễ có được bây giờ, cố gắng mà giữ. Các bạn có biết cái giá của hòa bình, độc lập và tự do không? Để có được ngày hôm nay, cả nước đã có 1.146.250 anh hùng liệt sĩ hy sinh. Trong đó có 191.605 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, 105.627 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như chống giặc Tàu, chống giặc Khmer Đỏ. Hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, thi thể của các anh còn nằm lại ở trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Ngoài ra, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có khoảng hơn 4 triệu dân thường ở hai miền Bắc Nam đã chết và bị thương tật suốt đời do bom đạn và do kẻ thù giết hại. Đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, cả nước có trên 9 triệu người có công với cách mạng, 127.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trên 13.000 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động, gần 800.000 thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh, hơn 300.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ ra bị nhiễm chất độc màu da cam, gần 111.000 người hoạt động cách mạng, người tham gia kháng chiến bị địch bắt, giam, tù đầy, tra tấn trong các nhà tù như Hỏa Lò, Sơn La, Lao Bảo, Côn Đảo, Phú Quốc. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng để đất nước được thống nhất, độc lập tự do như ngày hôm nay.